Xin thưa quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng, chúng ta thở vào, thở ra an tịnh lắng dịu. An tịnh lắng dịu. Rõ biết ở trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyển ba chỗ của hơi thở: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ này cảm nhận lan tỏa cảm giác, cảm nhận đầu, mặt, vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay. Cảm nhận lưng, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào, thở ra, an tịnh và lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong giây phút này. Cảm nhận không gian ở nơi này. Cảm nhận vùng trời đất này, tâm rộng mở, tâm rộng mở, rõ biết, thọ tưởng hành, những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác phải được rõ biết, an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Các tỳ kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục, đau khổ là đồng nghĩa với các dục, bệnh tật là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu là đồng nghĩa với các dục. Tham dính là đồng nghĩa với các dục. Bùng lầy là đồng nghĩa với các dục. Thì tham muốn đối với sắc, thì tham muốn đối với âm thanh, thì tham muốn đối với các mùi vị, thì tham muốn đối với sự xúc chạm, tiếp xúc, đụng chạm, đem lại sợ hãi, đem lại sự bất an, đem lại một nội tâm đầy dễ những lo âu, những phiền muộn. Sự tham muốn chạy đuổi theo các hình sắc, các âm thanh,
các mùi vị, các sự xúc chạm, sự tham muốn. Bản chất của nó là đau khổ. Khổ đau. Tham muốn này là tật bệnh, là bệnh hoạn, là bệnh tật, là bệnh đau, là ốm đau, là bệnh khổ. Những tham muốn đó là cục bú, là ung nhọt, là ung hạch, là ung bướu. Thì tham muốn đó là ung thư, là một cái nội tâm ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư. Vì cho tham muốn này mà chúng ta đã chảy xuống bao nhiêu dòng nước mắt. Vì những tham muốn này mà chúng ta đã đổ ra bao nhiêu những giọt máu. Vì những tham muốn này mà chúng ta bao nhiêu sự lo lắng, sự bất an, sự sợ hãi. Vì những tham muốn này mà chúng ta đã bị trói chân, trói cột, trói buộc, ràng buộc. Vì sự tham muốn này mà chúng ta đã làm nô lệ, làm nô lệ cho thân xác này, làm nô lệ phục dịch cho thân xác này, làm người hầu cho cái bao da, cái túi thịt này, làm đầy tớ cho cái đống xương da này, làm khổ sai, làm khổ sai suốt đời suốt kiếp, từ sanh ra lớn lên, chúng ta làm người hầu kẻ hạ để phục dịch, phục vụ cho dục, cho tham. Chúng ta làm nô lệ cho tham ái, cho tham lam, cho tham dính, cho tham dục, cho dâm dục, cho ái dục, cho tham ái. Chúng ta là những kẻ nô lệ, những kẻ nô lệ, những kẻ nô lệ, những kẻ bị sai khiến, bị sai khiến, bị sai sử, bị kiết sử, bị trói cột. Mắt chúng ta bị các sắc trói cột, con mắt này bị sắc trói cột, bị sắc sai khiến. Cái lỗ tai này bị âm thanh trói cột, bị âm thanh sai khiến, bị âm thanh làm cho đau khổ, bị âm thanh đốt cháy. Lỗ mũi này bị mùi hương sai khiến, bị mùi hương trói cột. Cái lưỡi này
bị các vị sai khiến, sai khiến, sai sử, sai bảo. Hay chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài ở trong cái cơm áo gạo tiền. Còn cư sĩ là chạy hoài không nói, xuất gia rồi cũng chạy, tìm cái này, tìm cái kia, muốn cái này, thích cái nọ, đòi cái này, đòi cái kia. Chúng ta là những kẻ nô lệ, những kẻ nô lệ, những kẻ đầy tớ, lúc nào cũng thiếu thốn, lúc nào cũng khát khao, lúc nào cũng thèm muốn. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, thật là tội nghiệp cho chúng ta, thật là tội nghiệp cho chúng ta, quá là tội nghiệp cho chúng ta rồi. Trăm ngàn vạn kiếp rồi làm đầy tớ cho dục, làm nô lệ cho dục, làm kẻ tùy tùng phục tùng cho dục, làm phục dịch cho những tham muốn, những đòi hỏi. Trăm ngàn vạn kiếp rồi, vô thủy kiếp rồi, vậy còn chưa vừa đủ hay sao? Sợ hãi như vậy chưa vừa đủ hay sao? Lo lắng như vậy chưa vừa đủ hay sao? Bất an như vậy chưa vừa đủ hay sao? Đau khổ như vậy, đau khổ như vậy, nước mắt như vậy còn chưa vừa đủ hay sao? Tật bệnh như vậy, bệnh hoạn như vậy, sắc này nó tàn tạ, tàn phai, nó tàn phá như vậy, chưa nhàm chán hay sao? Còn muốn đi tìm cái gì nữa? Còn muốn đi tìm cái gì nữa? Thật là tai nạn cho chúng ta. Chúng ta thật sự là những nạn nhất, những nạn nhân. Chúng ta gặp nạn, gặp tai nạn ở trong dục, trong tham, trong ái này. Chúng ta bị hoạn nạn, bị khổ nạn, bị ách nạn, bị hiểm nạn, bị đại nạn trong cái thúc dục này, những cái cảm giác thúc dục đòi hỏi thèm muốn này. Chúng ta là những nạn nhân, mắc nạn, gặp nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Thật là đau khổ cho chúng ta. Chúng ta đang ở trong một cái biển lửa. Chúng ta đang ở trong một cái biển lửa của dục. Hàng ngày dục nó thiêu đốt chúng ta qua con mắt. Hàng ngày dục nó thiêu đốt chúng ta qua lỗ tai. Hàng ngày dục nó thiêu đốt chúng ta qua lỗ mũi.
Hàng ngày dục nó thiêu đốt chúng ta, qua miệng, qua lưỡi. Hàng ngày dục nó thiêu đốt chúng ta qua thân xác này, qua tâm thức này. Tất cả đều bốc cháy, đều đang bốc cháy. Bốc cháy bởi lòng dục, lòng tham. Bốc cháy bởi lòng mong muốn, thèm thuồng, khát khao, đau khổ. Chúng ta thật sự như một người đội nón mà nón bị cháy. Đội cái khăn mà cái khăn bị cháy ở trên đầu, trên cổ, cháy trên tóc. Mà chúng ta không thấy gì hết, không biết gì hết. Chúng ta sống một cuộc đời lãng quên. Lãng quên. Lãng quên. Tóc mình nó đã cháy xém hết rồi, bạc đầu rồi. Tóc mình nó đã cháy, cháy xém hết rồi, qua râm rồi. Đang cháy đó, nó đang cháy đó, nó đang thiêu đốt mình đó. Thật sự khi con gặp lại ni sư, sau mấy mươi năm từ khi nhập thất ở Quán Âm Phật Đài, con hết sức là đau lòng, xót xa. Vì nhìn thấy dung sắc đã thay đổi rất là nhiều. Ngọn lửa vô thường thiêu đốt chúng ta, thiêu đốt chúng ta ngày đêm năm tháng. Ngọn lửa đó nó đang hừng hực cháy ở Ấn Độ như là quả ngục, như là địa ngục. Nó đang rừng rực bốc cháy, đã cháy châu Mỹ, châu Âu. Nó đang rừng rực bốc cháy ở châu Á, và nó cũng đang bốc cháy trong tại nước ta. Từng sát người chất chồng đó, chất chồng đó là những sát người trên những xe đông lạnh gần một năm trời, 700-800 sát chết trong những nơi hỏa táng. Tử thi chất dài, và cho đến không có chỗ. Những người nghèo không có tiền mua củi để thiêu xác người thân của mình, và đã vứt bỏ xuống sông Hằng. Người ta đã vớt lên mấy chục xác chết, hàng trăm xác chết phân hủy nhiều ngày. Nghèo không có tiền để mua củi để đốt, để thiêu hủy, để hỏa táng người thân của mình. Đau khổ, thật là đau khổ, thật là thống khổ cho kiếp người này, thật là xót xa cho thế gian này.
thật là đau đớn, đau xót, đau khổ, đau nhói tim này. Xót xa. Đau đớn và đau xót. Hoặc là đau xót cho cuộc đời này, cho thế gian này. Thật là thống khổ, cực khổ, đau khổ tới tột độ, tột cùng. Đâu có dừng lại ở đó. Tham lam, tham ái, tham vọng, tham muốn, tham dục, tham ác độc. Đâu có dừng lại ở đó. Sân hận, bực dọc, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, lừa gạt, lọc lừa, dối trá, xảo nguyện, thật là nhàm chán. Chúng ta hãy tập làm cho mình sanh khởi lên những cái cảm giác ngao ngán, ngao ngán, ngao ngán, chán chường, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê, nhàm chán cái thế giới này, nhàm chán cái thân xác vô thường này, cái ung bú này, cái cục bú này, nhàm chán cái ung nhọt chính lỗ vết thương này. Phải sanh khởi lên cho mình được những cái cảm giác ê chề, ê chề, não nè, gớm ghê, chán chê, đau lòng, đau xót, đau thương, đau đớn, đau khổ. Đây là khổ. Khổ là đây. Khổ chính là cái dục này, chính là những cái cảm giác thúc dục này, chính là những cái cảm giác ưa thích này. Khổ chính là những cái cảm giác tham muốn này. Khổ chính là những cái cảm giác thúc dục đòi hỏi này. Khổ chính là những cái cảm giác thèm thuồng này, khao khát này. Nó đè đầu cởi cổ chúng ta, nó đai nghiến, nó hành hạ chúng ta. Những cái cảm giác dục này nè, nó mới thật sự là kẻ thù của chúng ta đó. Xác tặc của bậc A-la-hán chính là giết những cái tên giặc này. Nó là giặc của chúng ta đó. Nó là giặc dữ đó. Nó là hung tặc đó. Nó là ác tặc đó. Nó là cái giết người á. Nó giết chúng ta một cách ngọt ngào. Nó giết chúng ta một cách êm ái. Nó giết chúng ta một cách âm thầm. Nó giết chúng ta mà chúng ta đưa đầu cho nó chặt. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Còn cái đau khổ nào hơn cái đau khổ này nữa không? Còn cái sự tủi nhục nào hơn cái tủi nhục này nữa không? Còn cái tai nạn nào mà lớn hơn cái tai nạn nào nữa không?
Trời ơi là trời. Trời ơi. Tại sao? Tại sao chúng ta lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp? Cái kẻ làm nhà này khổ thay phải tái sanh. Nay ta đã tìm thấy ngươi, cào cọt ngươi bị lả, còn tay ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái hãy tiêu vong. Đó là lời đại triệt đại ngộ của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Lang thang bao nhiêu kiếp trong dòng luân tự sanh tử luân hồi này, ta đi tìm mà không gặp, tìm mãi mà không gặp cái kẻ làm ra cái căn nhà tứ đại ngũ uẩn này. Nay, nay ta đã tìm thấy được ngươi, cào cọp ngươi bị rã, đoạn tái ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái hãy tiêu vong. Tham ái đó, vô minh và tham ái đó chính là người làm ra cái căn nhà tứ đại ngũ uẩn này. Bị vô minh thì không thấy, không biết ngũ uẩn này, thì không thấy những cái cảm giác thúc dục này, những cái cảm giác tham dục này, dâm dục này, ái dục này, là chúng ta đã bị nó đè đầu cởi cổ. Chúng ta đã làm tối đòi cho nó, làm nô lệ cho nó, làm những kẻ phục dịch cho nó. Chúng ta bị nó sai khiến, bị nó hành hạ, bị nó dài xéo, bị nó chà đạp. Tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh thì tham ái trói cột, thì vô minh che đậy. Tất cả chúng sanh bị dục ái nó nhai nghiến, bị dục nhiệt não thiêu đốt. Tất cả chúng sanh bị dục ái nhai nghiến, nó nhai mình ra, nó nghiến mình ra, nó nghiền mình ra thành cát bụi trong vô lượng vô biên kiếp rồi. Tất cả chúng sanh này các tỳ kheo là bị dục ái nhai nghiến, nó nhai mình, nó nhai mình, nó nghiến mình, nó nghiền nát mình ra. Mình đã bị cái dục ái này nó nhai mình, nó nhai mình, nó nghiến mình, nó nghiền nát mình ra. Mình đã bị cái dục nhiệt não này nó thiêu đốt, nó đốt cháy mình, đốt cháy mình, đốt cháy, nó đốt cháy từ trên mái tóc chúng ta, nó đốt cháy từ trên con mắt của chúng ta, nó đốt cháy từ trên làn da thớ thịt của chúng ta, nó đốt cháy từ trên miệng, trên mặt của chúng ta, nó đốt cháy trên thân, trên thể của chúng ta, đốt cháy, nó đốt cháy, nó làm cho thân thể này mơn mởn rồi tiều tụy, chai sạn rồi rã tan, nó đốt cháy. Bên trong là những cảm giác
những cảm giác hừng hực lên, phần phật lên, thiêu lên, đốt lên, cháy lên, phật lên, phần lên. Bởi bên trong là những cái gì? Sân hận, bản ngã, ta đây. Và bên ngoài là gì? Những sắc đẹp. Những sắc đẹp đốt chúng ta. Những đồng tiền xanh xanh đỏ đỏ nó đốt chúng ta. Cái căn nhà đẹp đó, những cái tịnh thất đẹp, ngôi chùa đẹp nó đốt chúng ta, đốt cháy chúng ta. Những cái tài sản đó đốt cháy chúng ta, thiêu rụi chúng ta. Bỏ dây hết là sáu căn này bị đốt, sáu trần này bị đốt, sáu thức này bị đốt, sáu xúc này bị đốt, sáu thọ này bị đốt, sáu cái cảm thọ này, con mắt tiếp xúc này sanh ra những cái cảm giác thương ghét, đẹp xấu, đúng sai, hơn thua là đốt chúng ta, đốt cháy chúng ta, hừng hực, rừng rực, phần phật. Thật là đau khổ khi sống một đời sống nhiệt não và nóng bức thiêu đốt như vậy. Đời sống tham dính như vậy, tham lam dính mắc như vậy, là một đời sống hạ liệt, thấp hèn, thấp kém. Một đời sống phàm phu, vô minh, tham ái, tham dục và đau khổ. Thật là một đời sống thấp hèn, một đời sống chỉ biết cung phụng cho dục, chỉ biết chạy đuổi cho đi tìm dục, nhọc nhằn, cực khổ, vất vả, mồ hôi nước mắt tuôn ra, cho đến thân tàn ma dại. Rồi cuối cùng được cái gì? Được cái gì? Khi chúng ta chuẩn bị ra đi là chúng ta được cái gì? Nước mắt của chúng ta tràn ra hai khóe mắt. Những người thân thương đưa tiễn chúng ta bằng những giọt lệ. Đau khổ, đau khổ của tử biệt sanh ly. Và chúng ta nhắm mắt với một cái nội tâm đầy dẫy những dục tham ái, với một nội tâm đầy dẫy những sân hận, những si mê vô minh và bản ngã, thì chúng ta đi về đâu? Về đâu? Về đâu? Với một cái nội tâm đầy tham dục sân hận, vô minh và bản ngã thì đi về đâu? Về đâu? Về đâu? Tại sao chúng ta không biết chuẩn bị thật là tốt cho mình? Tại sao chúng ta không nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt quyết để chuẩn bị cho một cái chuyến đi của mình? Tại sao chúng ta phải sống không sự lãng quên này? Tôi nghĩ rằng mình sống hoài, mình khỏe hoài, mình mạnh hoài. Tôi nghĩ rằng mình như vậy hoài, mà không nghĩ rằng bất thình lình một tiếng hò thôi, một cái nhảy mũi thôi, chúng ta sẽ mất mạng. Chúng ta sẽ vào lò thiêu, ra nghĩa địa đó.
hãy biết lo lắng. Chúng ta phải sanh khởi lên được một cảm giác lo lắng và sợ hãi cho chúng ta. Chúng ta hãy đặt mình vào những người đang nhiễm dịch bệnh ở Ấn Độ. Hãy đặt mình vào những cái thi hài, những cái thây chết đó. Chính là mình đó. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó để quán chiếu. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó để suy niệm. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó để thiền quán thiền tư. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó để khởi lên một sự lo lắng sợ hãi. Khởi lên một sự nỗ lực tinh cần tinh tấn, một sự buông bỏ mạnh mẽ. Buông xuống, quăng xuống, bỏ xuống, dục xuống. Còn bằng không, này các tỳ kheo, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục. Bằng không chúng ta sẽ lún sâu xuống, lún sâu xuống, lún sâu xuống, lún xuống cái dũng bùng, ngập đầu, không một ai cứu giúp chúng ta được hết. Bùng lầy này các tỳ kheo là đồng nghĩa với các dục, sai đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các cái tham ước muốn, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi, sợ hãi, và đời sau cũng không thoát khỏi được sợ hãi, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi khổ đau, và đời sau cũng không thoát khỏi khổ đau, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi tật bệnh, và đời sau cũng không thoát khỏi bệnh tật. Ngay trong hiện tại không có thoát khỏi ung bướu, và đời sau cũng không thoát khỏi ung bướu. Ngay trong hiện tại không thoát khỏi tham dính, và đời sau cũng không thoát khỏi tham dính. Ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùng lầy, sình lầy, đầm lầy, và đời sau tiếp tục rơi xuống bùng lầy, sình lầy và đầm lầy của sống chết này, của sự lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ này. Con xin thưa đại chúng, chưa có dừng lại ở đây đâu. Sự đau khổ của thế gian này, sự biến động của thế giới này sẽ còn tiếp diễn và cực kỳ nghiêm trọng, trầm trọng hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần bây giờ nữa. Đức Thế Tôn đã nói hết trong Kinh Tạng Nikaya rồi. Lòng tham ác độc của chúng sanh sẽ hủy diệt thế giới này. Lòng sân hận mãnh liệt sẽ thiêu đốt hành tinh này. Sự vô minh, sự si ám của hữu tình sẽ bao trùm bóng đêm trường dạ khắp hoàng vũ này. Bản ngã to lớn bằng núi Tu Di của chúng sanh sẽ đè nghiền nát tất cả hữu tình này. Chúng ta hãy nhanh chân đi, hãy bước mau lên đi, hãy bước lẹ lên đi, không có kịp nữa đâu. Với một cái tuổi già, mắt mờ tai điếc, lưng còng gối mỏi này, bây giờ không chịu buông bỏ, sau này chúng ta sẽ khổ đau lắm, khổ đau lắm, khổ đau lắm. Phải cố gắng lên, phải cố gắng tinh tấn lên.
Hãy nhiệt tâm lên, hãy đốt lên trong mình một ngọn lửa trí tuệ bừng sáng, phừng lên, phực lên, cháy lên, là một ngọn lửa nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh. Chạy ra, chạy nhanh, chạy mau, thoát ra, xuất ly. Còn bằng không là chúng ta sẽ bị quả thiêu, bị thiêu rụi trong những cái ngọn lửa của dục tham đó, sân hận si mê vô minh bản ngã đó, đau khổ cho chúng ta, đau khổ cho cái cuộc đời này. Những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sự sợ hãi của hiện tại, không được giải thoát khỏi sự sợ hãi ở trong tương lai, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được thoát khỏi đau khổ ở hiện tại, và cũng không được thoát khỏi đau khổ trong tương lai. Này các tỳ kheo, những ai bị dục tham, bị ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không có được thoát khỏi bệnh tật, ung bướu, mũi tên, trói cột, bùng lầy và bào thai ở trong hiện tại và tương lai. Một bài kinh khác tương tự, Đức Phật thêm 2-3 cái ví dụ nữa. Là mũi tên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục trói buộc, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bào thai, thai tạng, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Chúng ta bị trúng tên rồi. Chúng ta là những kẻ bị trúng tên. Chúng ta bị trúng tên độc. Tên nó đã gắm vào trong tim chúng ta rồi, đã rỉ máu vô lượng, vô biên, vô số kiếp nay rồi. Cái mũi tên độc đó, nó đã cắm vô con mắt chúng ta rồi, nó cắm sâu vô con mắt chúng ta rồi. Cái mũi tên độc đó, nó cắm sâu vô lỗ tai chúng ta rồi, nó cắm sâu vô lỗ mũi chúng ta rồi, nó cắm quá sâu vô miệng, vô lưỡi chúng ta rồi. Cái mũi tên độc này đã cắm sâu vô trong lục phủ ngũ tạng xương tủy của chúng ta rồi. Chúng ta đã bị trúng một cái chất độc, kịch độc, cực độc, vô cùng độc. Đó là dục, là tham, là ái đối với thân xác này, đối với tài sản này, đối với tiền của này, đối với tịnh thất này, chùa chiền này. Đó là những mũi tên cực độc, kịch độc, thâm độc, ác độc. Chúng ta đã bị trúng cái mũi tên độc của cái thân xác này nè. Yêu lắm, thích lắm, mê lắm, thương lắm, chịu chuộng nó lắm, say mê nó lắm, say mê nó lắm, yêu quý nó lắm, cưng chiều nó lắm, nâng niu nó lắm, rồi cuối cùng bị nó hạ độc thủ, bị chính cái thân xác này hạ độc chúng ta, nó hạ độc chúng ta. Chúng ta bị bùa mê thuốc lú, chúng ta bị cái hình hài này nó ám ảnh ở trong cái tâm mình đó, cái hình bóng của cái thân xác này nè, nó ám ảnh ở trong cái tưởng quẩn của mình á.
Lúc nào tối 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 tối, lúc nào cũng tôi tôi hết, lúc nào cũng ta hết. Và trong nội tâm mình luôn luôn là một cái hình bóng về tự thân, đó là thân kiến đó, đó là một cái ảo tưởng về tự ngã đó, ảo tưởng về cái tôi cái ta đó, một cái bản ngã đó, một cái ngã chấp đó, một cái thân kiến đó, ảo ảnh đó, ảo tưởng đó, ảo giác đó, một cái ảo quyển đó, một cái mũi tên thâm độc nhất trong tất cả các mũi tên đó là ý thức đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý này sáu cái mũi tên độc này, dục này, tham này, ái này là những mũi tên độc, thâm độc, kịch độc, cực độc, hiểm độc là những mũi tên này. Chúng ta bị chết ở trong này mà chúng ta không có hay, không có biết. Có hay, không có biết. Đó là mũi tên này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục, những cảm giác thúc dục ở trong này, thường thường khoái khoái, thích thích, mến mến, tham tham, muốn muốn này, đó là mũi tên đó. Con mắt này đó là mũi tên, lỗ tai này là mũi tên, cái miệng này nó là mũi tên, nếu mà không tu thì nó phóng ra những mũi tên độc, nó làm cho khổ mình, khổ người. Con mắt này mà không có tu tập thì con mắt này nó phóng ra cái mũi tên độc, nó nhìn một cái rồi là nó sân hận lên. Cái lỗ tai này mà không có hộ trì, không có phòng hộ, không có bảo vệ thì nó sẽ sầu bi khổ u não, bất hạnh và đau khổ dài lâu. Này các tỳ kheo, có sáu xúc xứ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nếu mà không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết thâu nhiếp, không biết giữ gìn thì sẽ đem lại đau khổ và bất hạnh dài lâu. Hằng ngày nó phóng tên độc ra, nó nhìn cái gì nó cũng đúng sai, nó nghe cái gì nó cũng phải quấy, nó nói cái gì nó cũng hơn thua, nó cũng nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Đó là những mũi tên độc, thân này là mũi tên độc. Vì cái thân này nè, cưng chiều cái thân này mà không có tu tập, không có dám buông bỏ. Vì cái thân này nè, vì cái thân này đây nè, lo cái thân này, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ngủ, lo cho nó ở, cung phụng cho nó, tôn thờ nó, làm cái bàn thờ cho cái thân này nó leo lên nó ngồi. Rồi cuối cùng, cuối cùng nó ra đi mà nó không có một lời từ biệt chúng ta. Thật là phủ phàng. Phủ phàng là cái thân này, phủ phàng, vô cùng phủ phàng là cái thân xác này, vô tình là thân xác này, vô nghĩa là thân xác này, vô thường là thân xác này, vô ngã là thân xác này, trống rỗng là thân xác này, trống không là thân xác này, trống trơn là thân xác này. Thân trống rỗng, không có ai trong đó, chỉ có tim gan máu thịt xương,
ủ hoài một lớp da trơn láng che hết vô vàng thứ nhớp nhơ. Thân trống rỗng, không có ai trong đó, không có ai ở trong đâu tâm. Tâm còn mê thích thân trống rỗng thì còn đau khổ mãi nhé tâm. Vì cái thân trống rỗng này nè, chúng ta tạo nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này nè, chúng ta phải chịu những quả báo khốc liệt trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì cái thân trống rỗng này nè, mà hơn thua, mà ganh tị, mà ích kỷ, mà tật đố, mà mưu mô. Vì cái thân trống rỗng này nè, mà nghĩ ngợi, mà suy tính, mà lo toan, mà xảo quyệt, mà gian trá. Vì cái thân trống rỗng này nè, mà tạo ra vô số, vô lượng, vô biên tất cả những ác nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này nè, mà chúng ta trầm lưng, chìm đắm, chúng ta lún sâu xuống với cái đầm lầy. Lún sâu xuống cái đầm lầy của chấp thủ, của sự nắm chặt, buộc chặt, siết chặt vào trong ngũ quẩn này. Chúng ta bị trói buộc, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bào thai, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Do tham dục, dâm dục, ái dục cho nên mới có ra bào thai, chính là sự tái sanh, chính là sự sanh tử tiếp nối. Bào thai đó là đồng nghĩa với các dục này các tỳ kheo. Còn tham, còn muốn, còn dục, còn ái thì còn phải chung vào bào thai, còn phải bị sanh, còn phải bị già, còn phải bị bệnh và còn phải bị chết. Phải còn sanh sanh tử tử, sống sống chết chết, tiếp nối miên viễn, trường viễn, vĩnh viễn trong dòng sanh tử luân hồi này. Này các tỳ kheo, bào thai là đồng nghĩa với các dục. Bào thai vì rằng những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong hiện tại, cũng không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai, không giải thoát khỏi bào thai ở trong hiện tại, và cũng không có thoát khỏi những cái bào thai ở trong tương lai. Bào thai của gì? Bào thai của con trâu, bào thai của con bò, bào thai của con heo, bào thai của con chó, bào thai của con ngựa, bào thai có những loài súc sanh. Phải chịu cảnh tái sanh, phải chịu cảnh tiếp nối
trong sầu bi khổ ô thảo, trong nước mắt và máu, trong lo lắng, trong bất an và trong sợ hãi. Đây là bài kinh sợ hãi Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Phải sợ hãi. Chúng ta phải làm cho chúng ta phát sanh những cái cảm giác mà sợ hãi, mà lo sợ, lo lắng, mà kinh hãi đối với các cái tham muốn này. Tham muốn về trong đời sống này, yêu thích ở trong cái đời sống này, hữu ái, ái, ái liếm ở trong cái sự hiện hữu này. Đó là nguyên nhân. Nguyên nhân để có ra những bào thai tiếp tục. Nguyên nhân để có ra những đống xương da tiếp tục. Nguyên nhân để có ra những sầu bi khổ ưu não tiếp tục, tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp nói và vĩnh viễn và mãi mãi chúng ta không có thoát ra được sự đau khổ này. Này các tỳ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được thoát khỏi sợ hãi, khổ đau, bệnh tật, ung bướu, mũi tên, trói buộc, bùng lầy, bào thai. Sợ hãi, khổ và bệnh, cục bướu và mũi tên, trói buộc và bùng lầy, cả hai cùng bào thai. Chúng được gọi tình dục, chỗ phàm phu ái nhiễm, chìm đắm trong sắc đẹp, chúng lại vào bào thai. Khi tỳ kheo nhiệt tình, không thả lỏng, tỉnh giác, vượt đường hiểm nạn này, con đường khó vượt qua. Vị ấy nhìn chúng sanh, vị ấy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi, vì bị sanh và già, ám ảnh và chinh phục. Chỗ mà phàm phu ái nhiễm, chỗ mà phàm phu ưa thích, tham muốn, say mê, chìm đắm ở trong sắc đẹp, chúng lại đi vào trong bào thai. Chúng ta nhớ cái chữ sắc ở đây, sắc đẹp ở đây là nó bao trùm luôn sắc thanh hương vị xúc, không phải chỉ có nam và nữ không. Là lòng dục, lòng tham đối với sắc đẹp, đối với âm thanh, đối với mùi, đối với vị, đối với sự tiếp xúc, xúc chạm. Năm dục đó, năm cái thứ mà chúng sanh ưa muốn cái sắc thanh hương vị xúc đó, nó nuôi lớn cái lòng dục và sự ham thích tham đắm của chúng sanh về năm cái đó. Đó là nguyên nhân để đưa đến bào thai ở trong tương lai. Cho nên mình tu thì mình cứ kiểm tra lại, mình coi coi hàng ngày con mắt mình thấy sắc, mình có ham thích không, mình có ghét bỏ không. Chúng ta sẽ học qua cái bài kinh dục lậu. Khi cái tai mình nghe tiếng, mình có ưa không, có ghét không. Khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, là mình phải nhìn, nhận diện ngũ uẩn. Nếu mà thấy nó dục, nó tham, nó ái, nó thích, nó sân hận, thì phải tác ý, quét nó ra, đuổi nó ra, từ bỏ,
chấm dứt, đoạn diệt, làm cho nó không còn sanh khởi trở lại ở trong tương lai. Chặt nó giống như chặt cái cây sa la, chặt nó giống như chặt cái cây dừa, cây cao. Chặt nó, không cho nó mọc trở lại, không cho nó sanh khởi trở lại ở trong tương lai. Phải diệt tận nó. Khi con mắt nhìn thấy sắc, khả ái hay là không khả ái, tức là đẹp hay là xấu đó, mà nó khởi lên tham với sân là phải tác ý, ngay lập tức đánh đuổi, trừ diệt, tẩy sạch, diệt tận. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, mà mình thấy nó có dục, có tham, có ái, có thích trong đó, thì mình phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Phải nhớ hai cái chữ này. Đây là pháp lệnh của Đức Phật. Tẩy sạch nó. Tẩy sạch cái thúc dục này. Tẩy sạch cái yêu thích này. Tẩy sạch cái tham muốn này. Dầu cho là một cái cây kiểng, dầu cho nó là một cái món đồ, dầu cho là cái phòng ở của mình, dầu cho chính cái ngôi chùa mà mình đã tạo dựng lên, phải tẩy sạch, không cho nó tham ái dính mắc trong đó. Nó tham ái dính mắc trong đó thì đòi sẽ trở lại nữa. Còn nếu mà không có phước báo mà rơi vào đường ác, mà trở thành cô hồn giữ chùa, thì còn khổ sở hơn rất là nhiều nữa, còn đau khổ hơn nữa. Phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Khi mắt thấy, tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, phải nhìn, phải nhìn, phải quán, phải xét, phải soi, phải rọi, phải chiếu. Nội soi nó, thường chiếu nó, soi rọi nó, luôn luôn phải nhìn nó, nhìn những cái cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ gì đây. Phải nhìn, phải để ý, phải dòm ngó, phải canh chừng. Bên ngoài thì mình hộ trì, giữ gìn, bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bên trong thì mình phòng hộ ý, mình nhận diện những cái cảm giác, nghĩ tưởng, những hình bóng. Rồi mình đó là tác ý, tẩy sạch và diệt tận. Như vậy thì người chân tu không có một thời gian nào để mà rảnh rang bật bài cái chuyện nọ để làm. Giờ giờ tâm niệm quay lại để mà nhìn, tẩy sạch, quét sạch, trừ sạch, diệt tận, để chúng ta mới có cái nội tâm. Khi tỳ kheo nhiệt tình không thả lỏng, tịnh giác, không có thả lỏng các căn, không có buông phóng vật. Không phải chỉ ở trên thiền đường, ở trên giảng đường, mà bất cứ ở chỗ nào, tỳ kheo nhiệt tình, tỉnh giác, không có thả lỏng. Không có thả lỏng hai mũi lưỡi thân ý của mình. Phải kiểm soát, phải phòng hộ, phải bảo vệ. Phải canh chừng, phải dòm chừng, phải rà soát, phải nội soi, phải chiếu soi. Đường hiểm nạn này, con đường khó vượt qua. Để vượt qua một cái con đường nguy hiểm và đầy sự là hết sức khó khăn. Nếu mà chúng ta không nỗ lực, không tinh cần, không tinh tấn, không đem cả cái sinh mạng của mình, thì con xin thưa rằng không thể nào chúng ta có thể ly dục, nhiếp phục dục và diệt tận được cái dục tham ái này hết đó. Nó khủng khiếp lắm, sâu dày lắm.
nó bao trùm hết thân tâm của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, căn trần thức xúc thọ ái gì, nó bao trùm hết tất cả. Nó là ma trận, nó còn hơn bát quái trận. Mà nếu mà chúng ta tu một cách lơ là, tu một cách cho có, tu một cách lấy lệ, tu trên hình thức bề ngoài, thì không thể nào mà chúng ta có thể nhiếp phục được nó. Nhìn thấy nó còn thấy không được, nó chứ đừng nói chi mà nhiếp phục. Không nhìn thấy được nó nữa, làm sao nhiếp phục, làm sao tẩy sạch, làm sao mà đoạn tận nó được. Cho nên khi tỳ kheo nhiệt tình, không có thả lỏng, tỉnh giác, vượt đường hiểm nạn này, con đường khó vượt qua. Chúng ta coi Thế Tôn, Bồ Tát, Tất Đạt Đa, Thái Tử hồi xưa tu làm sao, rồi bây giờ chúng ta tu làm sao. Chúng ta xem các bậc thánh A-la-hán hồi xưa tu làm sao, bây giờ chúng ta tu làm sao. Tự kiểm điểm mình, tự kiểm tra mình, tự kiểm soát mình, tự kiểm toán mình. Thanh khỏi một sự tàm quý, xấu hổ và nhục nhã, lo lắng và sợ hãi. Tới ngày giờ này rồi mà cái tâm mình còn đầy dẫy như vậy, thì khi nhắm mắt mình đi đâu? Mình phải thường xuyên tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác động tâm lý, nhắc nhở mình, nhắc nhở mình. Sáng mới vừa ngủ thức dậy trên giường thôi là phải tác ý ngay lập tức. Tác ý bất cứ lúc nào rảnh là tác ý. Tác ý cho nó đánh vỡ cái đầu ngu si vô minh tham ái chấp thủ bản ngã đó. Tác ý để cho nó đánh tan hết, để cho nó lìa tham, lìa dục, lìa ái. Tác ý để cho nó đập, đập vỡ hết cái tôi, cái ta. Tác ý để cho nó lắng dịu hoàn toàn hết tất cả những cảm giác sân hận, những cái cảm giác sục sôi, những cái cảm giác hừng hực phừng phực đó, rừng rực đó, mình phải làm cho nó an tịnh lắng dịu xuống hết. Vị ấy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi vì bị sanh và già ám ảnh và chinh phục. Cái vị tu như vậy đó sẽ nhìn chúng sanh, thấy chúng sanh đang sống ở trong sợ hãi, bị sanh già bệnh chết, bị ám ảnh và bị chinh phục, bị dục tham ái chinh phục, bị ám ảnh ở trong cái dục ái đó, và bị cái sanh già bệnh chết này nó đè nặng, nó khủng bố, nó khủng bố. Chúng ta thử đặt mình vào những cái người ở bên Ấn Độ đi, rồi chúng ta sẽ thấy cái cảm thọ của mình như thế nào. Chúng ta đặt thử mình, người ta nói những cái câu nói mà mình nghe vô thiệt sự là mình muốn rụng rời rã rượu hết trơn. Những cái người mà ở gần cái khu vực mà bị nhiễm bệnh đó, họ nhìn thấy hàng ngày chết 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 như vậy đó, thay xác mà thiêu như vậy, thì họ ngồi họ mới nói rằng là không biết chừng nào tới mình. Rồi sẽ tới lượt mình. Mình phải đặt mình vào những cái tình cảnh như vậy thì mình mới nỗ lực mình tu, con xin thưa đại chúng. Nếu mà mình cứ sống trơ trơ lơ là như vậy thì mình sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết trong sự oán hận sau này, chết trong đau khổ sau này. Đức Thế Tôn gọi là chết một cách bất tường, ta còn đầy dẫy những lậu hoặc, những dục tham ái sân si vô minh bản ngã mà chết.
Thì chết đó Đức Thế Tôn gọi là cái chết bất tường, không có tốt lành. Đây là bài kinh sợ hãi. Mong rằng tất cả chúng ta phát khởi lên được một cái cảm giác lo lắng và sợ hãi để tu tập thân tâm của chúng ta. Đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên. Dạ, con xin thưa quý thầy, quý ni sư, toàn thể đại chúng, mà nãy giờ là chúng ta thực tập chiêm nghiệm thiền quán về bài kinh sợ hãi Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Mà xin mời chúng ta chia sẻ cái cảm thọ của mình, cái cảm xúc của mình trong khi mình thực tập thiền quán nãy giờ. Nãy giờ trong thân tâm mình có cảm giác như thế nào? Có suy nghĩ như thế nào? Có những hình bóng như thế nào trong tâm mình? Dạ, con xin mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạch Thầy, kính lạch quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể quý Phật tử. Bài pháp vừa qua Thầy đã chỉ dạy cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con, và chúng con rất là cảm niệm tri ân Thầy đã luôn hướng dẫn và nhắc nhở cho chúng con tỉnh thức, tỉnh giác, biết rõ về cái thân năm uẩn này. Nó là một cái thân bất tịnh như uế mà chúng con nhiều đời cứ thương yêu, mê đắm, tham ái nó, và cũng tạo nhiều nghiệp để rồi cứ đi mãi trong vòng sinh tử luân hồi do nô lệ những cái tham dục khát ái đối với cái thân ngũ uẩn này. Chúng con rất là lấy làm cảm niệm ân đức của Thầy đã nhắc nhở cho chúng con có một sự tỉnh thức rất lớn, và chúng con cũng sẽ cố gắng là luôn luôn nhớ lời của Thầy dạy để từng giây từng phút mình luôn tỉnh thức. Con xin thành kính cảm niệm ơn đức Thầy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa Thầy, trong cái thí dụ như là trong khi cái thời gian, thí dụ trong một cái thời ngồi thiền của con, trong cái thời ngồi thiền thì như Thầy cũng dạy rõ về cái cảm giác biết rõ, tức là trước mặt là những cảm giác toàn thân, tức là chánh niệm trước mặt là cảm giác toàn thân và tỉnh giác về nội tâm. Thì thí dụ như con, khi con ngồi thiền, cái phần mà sắc thọ tưởng hành thức thì Thầy cũng có chỉ dạy trong đó. Cái phần thức là rõ biết sau cùng. Nhưng thưa Thầy, là khi con thấy là cái cảm thọ, tức là khi con kiến nó bò lên mặt con, thì con có một cái cảm giác khó chịu. Con biết một cái cảm giác khó chịu, và khi nó bò lên trên mặt, và khi bò lên trên mặt thì con đã có một cái nghĩ tưởng là nó bò vào lỗ tai mình thì mình sẽ bị điếc. Vì sợ cái đó cho nên là cái tai con muốn gạt cái con kiến ra xuống. Thì thưa Thầy, là khi mà nói là cái cảm thọ khó chịu á, trước tiên là mình biết là cái cảm thọ đó khó chịu. Rồi khi mà mình sợ cái con kiến nó vô lỗ tai, tức là mình tưởng, mình nghĩ tưởng nó sẽ vô lỗ tai mình và nó làm cho mình bệnh. Và cái suy nghĩ đó, rồi cho đến sự rõ biết hành thức thì rõ biết. Nhưng trong cái khi mà con cảm thọ, cảm nhận được sự khó chịu hay dễ chịu, là trong đó con thấy nó đã có cái biết rồi. Dạ, thì con thưa với Thầy là cái biết nó, khi mà
mình biết nóng, biết lạnh và biết khó chịu hay là dễ chịu là trong đó nó đã có cái biết. Thì cái biết phần về sau hết á, thì con thấy là cái biết là phần thức cuối cùng của mình. Nhưng mà ngay trong cái thọ đầu tiên, khi mà cảm giác dễ chịu, khó chịu, con đã có biết được cái đó là khó chịu, dễ chịu, thì trong đó nó đã có cái biết. Thì con xin thưa với thầy là như vậy là có đúng hay không, thưa thầy? Thầy giải thích cho chúng con biết. Mình phải phân biệt cái thọ và cái thức. Cái cảm thọ nó khác và cái thức nó khác. Cái cảm thọ là cái mình cảm nhận, còn cái thức là cái nó rõ biết, nó rõ biết được cái cảm thọ đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình cần phân biệt giữa thọ với thức á. Rồi mình phân biệt là cái hành á, là cái suy nghĩ nói thầm thầm đó là cái hành, cái lời nói lầm thầm suy nghĩ đó thì cái đó là hành. Mà cái rõ biết được cái suy nghĩ đó là thức. Tại vì lúc trước mình học á, là mình hay dễ lộn với cái hành với cái thức, phải không? Mình dễ bị nhầm lẫn cái hành với cái thức và cái thọ với cái thức. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình mới đó, mình thực tập kỹ cái này trong khi thiền á, để mình nhận diện kỹ cái thọ, cái hành và cái thức. Cái tưởng thì mình dễ biết rồi, phải không con thưa đi sư? Dạ. Cái thọ với cái thức là nó khác nhau. Cho nên hôm trước khi mà chia sẻ cảm giác toàn thân ở bên đây đó, thì con có nói đó, là đó, khi mà mình cảm nhận cái cảm giác của toàn bộ cơ thể thì cái đó là cảm giác toàn thân. Nhưng mà mình rõ biết được cái cảm giác đó thì cái đó lại là cái thức. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải là rạch ròi đó, giữa cái thọ với cái thức nó khác nhau. Bây giờ thí dụ nè, mình đang ngồi nghe pháp, mình có những cái cảm thọ hoặc là dễ chịu hoặc là khó chịu. Nhưng mà cái lúc đó mình có một cái biết, mình biết là mình đang có cái cảm thọ này là cái cảm thọ dễ chịu nha. Mình có một cái rõ biết đó là một cái cảm thọ dễ chịu. Thì cái rõ biết đó nó là thức. Còn cái lời nói đó, cái lời nói đó là cái đó là hành. Thành ra cái này đó là chúng ta trong cái lúc mà mình mới thực tập ban đầu đó, mình dễ bị lẫn lộn lắm. Này mình cần mình nhận diện kỹ hơn nữa. Cho nên cái này phải làm bài tập. Ví dụ như mình ăn cơm, cái món nó ngon á, mình có cái cảm giác dễ chịu không? Mình có cái cảm giác dễ chịu, thích, ngon. Thì mình cái cảm giác đó là cái cảm giác, nhưng có một cái rõ biết được cái cảm giác đó. Dạ phải không thưa đi sư? Đó thì cái cảm giác đó là thọ, nhưng cái rõ biết được cái cảm giác đó là thức. Rồi bây giờ á, mình nghe người ta nói một cái câu gì nó bực mình đi. Chẳng hạn như hồi nãy đó, mấy cái câu thiền quán mà nó hơi mạnh á, thì khi mình mới, mình chưa có quen nghe, mình nghe lúc đó mình thấy có cái cảm giác nó hơi khó chịu đi. Sao nói mình vô minh, nói mình si mê, nói mình nô lệ này kia vậy? Nào giờ có ai dám nói tôi vậy không? Sao giờ nói tôi vậy? Thì trong lúc đó nó có một cái cảm giác hơi khó chịu ở trong. Thì cái cảm giác khó chịu đó là thọ. Nhưng mà mình có rõ biết là mình đang có một cái cảm giác khó chịu, thì cái rõ biết đó là thức. Cái chỗ này chúng ta sáng tỏ không à? Là đó. Thì cái thọ và cái thức mình phải phân biệt kỹ. Thưa thầy, mà khi thí dụ như mình nghe một cái câu trái tai thì mình có cái cảm giác khó chịu, thì mình nhận biết rõ được là cái tâm sân của mình khởi lên. Và thay vì khi đó thì mình nhận biết rõ là về cảm giác toàn thân,
Và khi đó thì thay vì mình có thể là trước tiên thì mình chưa có như lý tác ý liền, thì mình có thể an tịnh thân hành, hít thở để cho nó hạ cái cảm giác khó chịu đó xuống. Rồi sau đó thì mình yên tĩnh để mình như lý tác ý, thì có được không thưa thầy? Dạ đúng, được. Dạ, cái này nó có liên hệ tới một câu chuyện này rất là thú vị, con xin trình với quý ni sư đại chúng. Là chú đang mang đôi dép, bỗng nhiên cái gì chú hồi chú vô chú dòm thấy mất tiêu rồi, chú mới hỏi vợ chú, vợ chú nó đem quăng rồi, một dép mới. Thì lúc này là chú thấy trong cái cảm giác của chú là nó phừng lên một cái bản ngã của ông chồng và một cái cảm giác sân. Tại sao đồ của tôi mà tự nhiên đem quăng, tôi còn đương xài mà, phải hỏi ý qua tôi chứ. Nhưng mà chú này mới nói, hồi an tịnh thì lắng dịu đi nha, an tịnh lắng dịu đi nha, cái này là không được rồi nè, cái bản ngã rồi nè, cái sân rồi nè, an tịnh đi, lắng dịu đi. Sân hận để làm cái gì? Để làm khổ thêm chứ làm gì. Thì chú này chú thấy là ngay cái lúc đó thì chú có một cái sự mà nó lắng xuống, nó dịu xuống và cảm giác của chú nó tan ra. Và chú nói chuyện một cách bình thường. Chú nói một chút xíu rồi chú mới nói, mà chú nói mai mốt em có quăng đồ đó thì em nói trước với anh tiếng. Và chú nói một chuyện rất là bình thường. Thì chú trình pháp đó là cái sự kiện thứ nhất. Cái sự kiện thứ hai là chú đi ra chợ chú mua đồ. Thì chú mua cái món đồ đó nó rẻ tiền thôi, nhưng mà lúc đó thì chú móc ở trong bóp ra cái tờ 200 ngàn. Thì cái người bán này đó thấy cái tờ 200 ngàn đó, thì cái người này lấy cái món đồ lại, không có thèm dầm mặt chú gì chứ, lấy món đồ lại vậy thôi à. Thì trong này chú phừng lên nữa, chú thấy có một cái cảm giác khó chịu phừng lên. Và cái chú mới như lý tất ý. À, cái lúc đó là cái bà già bán đồ mà bà không thèm dầm mặt, không thèm nói gì hết, đưa tờ 200 ngàn là bà lấy đồ lại. Thì chú thầy chú này nhìn thấy vậy giống như là cái sự xúc phạm, thì cái ông này khởi lên cái bản ngã, khởi lên cái sự khó chịu. Và chú này nói thôi nha, bản ngã cái gì, an tịnh đi, lắng dịu đi, an tịnh đi, lắng dịu đi, cái tôi cái ta hoài mệt quá đi. Nhìn thấy cái bà già nghèo khổ không thấy thương người ta còn ở đó mà bực bội sân hận đó hả, thôi an tịnh lắng dịu đi. Và chú này có một cái cảm giác an tịnh lắng dịu rõ ràng, mà chú thấy là cái cảm thọ nó tan ra, nó dịu, nó lắng ra ngay trong lòng ngực, chú thấy rõ nhờ cái tác ý đó, nhờ cái sự mà tác ý an tịnh lắng dịu dễ chịu và chú tác ý đó, thì chú thấy rằng là chú bình thản lắng dịu và chú trở về. Thành ra cái câu hỏi của ni sư rất là đúng. Mình trước hết mình cho nó an tịnh lắng dịu đi, rồi từ từ mình tác ý sao. Mà nếu mình tác ý được ngay đó thì càng tốt. Tác ý tại sao đây là chánh pháp, tại sao đây là lời Đức Phật dạy, đây là cái sự trực chỉ, trực diện, trực tiếp chỉ thẳng vô. Nhà ngươi bản ngã cái gì, nhà ngươi ta đây cái gì, nhà ngươi chấp ngã cái gì. Chính cái chấp ngã này nè làm cho mình sanh tử luân hồi, là làm cho mình không có tiếp nhận được sự thật nè, làm cho mình không dám nhìn thẳng cái nguyên nhân mà làm cho mình đau khổ nè. Thôi hãy an tịnh lắng dịu dễ chịu đi, chấp nhận học pháp đi, chấp nhận học pháp đi. Đó thì mình tác ý như vậy đó. Thì là xin thưa với quý vị mới mà thực tập cái dòng pháp này đó, là đầu tiên ở trong sự tu chúng ta đã chưa có tu giỏi mà phải chiến đấu với cái tâm chống đối nha. Dạ con xin thưa là đầu tiên trong cái người tu học kinh Nikaya này là cái bước quan trọng nhất, không phải là tu mà cái bước quan trọng nhất là diệt cái tâm chống đối. Tại vì khi mà mình trực diện vô cái dục, cái tham, cái ái đó, cái bản ngã đó, thì cái lúc đó đó là cái tâm chống đối của mình nó mạnh lắm, nó mạnh lắm. Mà mình phải diệt cái tâm chống đối rồi sau đó nó hết rồi, lúc đó mình mới tu được. Nhớ nha, khi mình đang ngồi thiền, khi mình đang nghe pháp, khi mình đang lễ lại mà nó khởi lên cái tâm sao kỳ vậy, sao nói nặng tôi dữ vậy, thì lúc đó là mình phải tác ý an tịnh lắng dịu, và mình tác ý rồi sống đó mình phải trở lại mình tu. Nhớ nha, chứ còn để cái chống đối nó ở trong tâm á là mai mốt mình tu cũng được, nó sẽ đưa mình ra khỏi dòng pháp này.
nó muốn ở yên ổn ổn giống như xưa giờ đi, mình bình thường thường đi, cần gì tu gì cho cực khổ vậy, tu gì bị rầy nhiều quá vậy, à, tu gì bị quở trách vậy, tu gì mà nghiêm khắc dữ vậy. Thì mình phải tác ý để diệt cái tâm chống đối đó thì nó mới thể nhập vô pháp được. Và đây là cái kinh nghiệm thực tập rất là quan trọng để tất cả chúng ta nắm vững được cái chỗ này. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con xin tri ân thầy chiều nay đã chia sẻ bài kinh sợ hãi. Và con nghe xong cái cảm thọ của con nó rất là xót xa, và nó có cái sự mà nặng trĩu ưu tư về cái bản chất của cuộc sống này. Nó làm cho tất cả chúng ta phải đi theo cái dòng xoáy của cái dục tham, mà từ lâu rồi mà mình không có nhận ra mình sống trong cái sự mà buông lung phóng dật, mình không có cái sự hộ trì căn, để rồi mình cứ chấp thủ vào những cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính những con nhận ra được chính những năm dục trưởng dưỡng đó là một trong những nguyên nhân mà nó đẩy con người chúng ta lún sâu vào những cái bùn lầy, những dòng xoáy của dục của cuộc đời này. Và qua cái bài pháp thầy chia sẻ chiều nay, con cũng học được những cái thiện pháp, là con cũng hiểu ra được là thật sự là mình muốn tu mà hướng đến cái sự mà giải thoát á, thì mình phải không có cái sự mà chấp thủ vào cái lòng dục, lòng tham, lòng ái. Mình không có chấp thủ vào cái sự mà vô minh, khác ái đối với ngũ uẩn này, thì có thể chúng ta mới hướng đến cái sự mà giải thoát. Còn nếu mà mình không có nhận ra điều này thì như thầy hồi nãy thầy nói thì vĩnh viễn khó mà chúng ta thoát khỏi cái dục tham này, nếu mà chúng ta không có cái sự mà tỉnh thức chánh niệm để mình nhận ra được những cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ trong nhiều đời nhiều kiếp vừa qua. Tức là cái tên thủ phạm chính của nó là dục. Và sau khi con nghe thầy giảng xong thì cái ý hành của con nó khởi lên, nó suy nghĩ, nó đọc lại những cái câu kinh lúc trước thầy giảng, mà ý hành con nó nhớ, nó gợi lên là nói là phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, dục là nguyên nhân, dục là căn bản của khổ đau. Thì ý hành con đọc lên cái câu kinh như vậy thì cái cảm giác con lại nó khởi lên cái sự xót xa, cái sự mà lo lắng cho chính mình, trong khi mình so với những vị mà thánh A-la-hán ngày xưa, trong sự tu học của mình nhìn lại con cảm thấy có cái sự mà hổ thẹn và tàm quý trong đó. Tại vì mình chưa có làm được như các ngài, mình chỉ đang trên quá trình mình tu tập để đi trên con đường của các ngài. Chính vì điều đó mà con cũng khởi lên được hai cái tâm mà hổ thẹn và sợ hãi đối với những cái ác bất thiện pháp ở trong người mình vẫn còn nhiều. Và một khi mình ra đi bất ngờ như vậy, bất thình lình như vậy, thì như thầy nói đó, mình ra đi không có tốt lành, cái chết của mình ra đi không có tốt đẹp. Và trong suốt thời pháp thì con nhìn lại cái cảm thọ con nó thay đổi liên tục,
lúc thì nó dễ chịu, lúc thì lại nó khó chịu. Chút thì khi nghe thầy kể chuyện của chú Phật tử thực hành trình pháp cho thầy thì nó chuyển đổi cảm thọ nhanh lắm, mà nó chuyển sang cảm thọ mà hỷ trong nội tâm, mừng vui khi nghe được cái câu chuyện rất là thực tế của chú Phật tử kể như vậy. Còn cái thức hành thức quẩn của con thì nó biết rõ được những cái cảm giác đó, và những cái hình bóng mà nhất là những cái người chết ở Ấn Độ bó từng bó trong cái bao ni lông như vậy, nó cũng hiện khởi lên trong con. Và con rõ biết được những cái suy nghĩ, những ý hành đó. Thì đó là cái con xin trình pháp của thầy về cái sự mà nhận diện ngũ uẩn của con sau khi nghe bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mm-hmm.